Xin chào các em. Như vậy là chúng ta đã học xong cái phần thứ nhất của chương thứ ba là ánh xạ tuyến tính. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần thứ hai. Thế trước khi đi vào phần thứ hai thì có lẽ cũng phải nhắc với các em một tí về ánh xạ tuyến tính. Chúng ta có cái định nghĩa ánh xạ tuyến tính là như sau: một cái ánh xạ F mà đi từ một cái không gian vector U vào một không gian vector V, nó được gọi là một ánh xạ tuyến tính nếu như mà nó thỏa được hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất đó là f của x cộng y nó bằng fx cộng fy. Điều đó đúng với mọi x y thuộc cái không gian vector U. Điều kiện thứ hai đó là f của mx nó phải bằng m lần fx. Và điều này nó phải đúng với mọi m thuộc cái trường số k và với mọi x thuộc cái không gian vector U. Đó. Thì chúng ta hiểu được cái khái niệm ánh xạ tuyến tính rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm một cái kiến thức có liên quan đến ánh xạ tuyến tính, đó là ma trận của cái phép biến đổi tuyến tính. Rồi nghiên cứu thêm cái vector riêng và giá trị riêng. Xin mời các em bắt đầu cái bước thứ hai. Trước hết là ma trận của phép biến đổi tuyến tính nó được định nghĩa như thế nào? Một phép biến đổi tuyến tính F đi từ V vào V. Nhắc lại là phép biến đổi tuyến tính, chẳng qua nó là một ánh xạ tuyến tính mà khi cái không gian vector U và không gian vector V này giống nhau, nó đi từ U vào U hoặc là V vào V thì nó gọi là phép biến đổi tuyến tính. Đây thực chất cũng là một ánh xạ tuyến tính mà thôi. Ta có một cái cơ sở của không gian vector V là U, gồm có n vector u1, u2 đến un. Ma trận A được gọi là ma trận của ánh xạ tuyến tính F. Đối với cái cơ sở U này, các em thấy này, ngay từ trong định nghĩa đó, nó đã bật lên một cái ý rằng là khi mình nói ma trận của một phép biến đổi tuyến tính là mình phải nói nó gắn với một cái cơ sở nào đó. Cũng một ánh xạ tuyến tính F, nhưng mà đối với cái cơ sở này thì nó có một cái ma trận như thế này. Đối với một cái cơ sở khác thì nó có một cái ma trận khác. Các em nhớ điều đó. Thế A lớn, ma trận A lớn được gọi là ma trận của phép biến đổi tuyến tính F đối với cơ sở U khi nào? Khi mà cái ma trận này nè, cái cột thứ y của nó đó chính là tọa độ của cái vector FUY đối với cái cơ sở U. Có kịp không? Nghe có kịp được không? Nghĩa là thế này ha. Cái cột thứ nhất của A là gì nè? Cột thứ nhất của A chính là tọa độ của FU1. Em coi U1 là bao nhiêu? Ánh xạ tuyến tính này cho bởi quy tắc gì? Em tính F của U1 đó. Có FU1 rồi, em tính tọa độ của FU1 đó đối với cái cơ sở người ta cho đó. Tính ra tọa độ của nó. Thì cái tọa độ của nó viết theo dạng cột đó đó, nó là cái cột thứ nhất của ma trận A. Tương tự như vậy em tính FU2. Tính như thế nào thì dựa vào cái quy tắc của F đây nè, mình tính FU2 ra. Sau nữa, mình mới tính tọa độ của vector FU2 đó theo cái cơ sở này, mình học cách tính tọa độ rồi. Mình biểu diễn thành dạng cột, đó là cái cột thứ hai của ma trận A. Em cứ làm như thế cho đến FUN. Một cái ma trận A như vậy thì người ta gọi nó là ma trận của cái phép biến đổi tuyến tính F đối với cái cơ sở U này. Và lúc đó đó, người ta có thể chứng minh được rằng là F của X đối với cơ sở U, tức là tọa độ của một cái vector Fx bất kỳ nào đó trong V đó theo cơ sở U, nó chính là A là cái ma trận mình đang nói đó, nhân với lại tọa độ của vector X theo cái cơ sở U này. Ta vừa định nghĩa ma trận của một phép biến đổi tuyến tính theo một cơ sở U. Bây giờ để hiểu rõ hơn, chúng ta thử xét ví dụ sau đây. Cho một cái ánh xạ tuyến tính F đi từ R2 vào R2, tức là bản thân nó là một phép biến đổi tuyến tính đó, tại vì đây là R2, tập đến này cũng là R2. Cái ánh xạ này được xác định bởi quy tắc như sau: f của xy
một cái vector trong R2 thì gồm có hai thành phần xi. Fxi bằng 2x cộng y x trừ 4y, tức là ảnh của một vector trong R2 đó thì thành phần thứ nhất của nó là lấy hai lần thành phần thứ nhất của vector x của vector đầu tiên đó cộng với thành phần thứ hai, còn thành phần thứ hai thì lấy thành phần thứ nhất mà trừ đi 4 lần thành phần thứ hai. À, chúng ta nhớ cái quy tắc xác định F như vậy đó. Câu hỏi là tìm ma trận của F đối với cơ sở sau đây. Cơ sở U. Như vậy U gồm có hai vector, họ cho sẵn đây là cơ sở rồi, chuyện này ta không cần phải chứng minh gì cả. Người ta yêu cầu mình tìm ma trận của cái phép biến đổi tuyến tính F đối với ma trận này. Hồi nãy mới nói với các em đó, khi nào mà nói ma trận của một ánh xạ tuyến tính thì phải gắn liền với một cơ sở nào đó, thì đây là cơ sở U. Thế chúng ta muốn tìm cái ma trận này, chúng ta đối chiếu với định nghĩa thôi. Chúng ta làm cái gì nè? Đây, cái ma trận của phép biến đổi tuyến tính á, cái cột thứ y của nó là tọa độ của vector FUI đối với cơ sở này. Định nghĩa vừa rồi đó. Như vậy thì ở đây mình có hai vector, trong cơ sở này có hai vector là U1 với U2. Thì cái cột thứ nhất trong cái ma trận mình cần tìm á, nó là gì nè? Nó chính là tọa độ của vector FU1 đối với cơ sở U, theo đúng định nghĩa các em. Còn cái cột thứ hai này nè, nó là tọa độ của vector FU2 đối với cơ sở này. Các em theo kịp không? Như vậy thì muốn tìm cái ma trận A này thì chúng ta phải làm những bước như thế nào nè? Thứ nhất là các em phải tính FU1. Tính FU1, ảnh của cái U1 này nè qua phép biến đổi tuyến tính F nó bằng bao nhiêu? Dựa vào đây nè, dựa vào quy tắc này ta tính FU1. Dựa vào đây ta tính FU2. Ta làm cái gì nữa? Ta tìm tọa độ của FU1 đối với cơ sở U và tìm tọa độ của FU2 đối với cơ sở U. Ta viết nó vô đây thành hai cái cột, thì đó chính là ma trận A cần tìm. Đó, tôi vừa nói với các em về các bước để chúng ta giải bài này. Bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Đây là FXI nè, viết lại cái quy tắc của ánh xạ F. Đấy, chúng ta tính FU1. Chúng ta vừa nói với nhau là phải tính FU1 trước. F của U1 tức là F của 1,1. Họ cho vector U1 là 1,1. Thế bây giờ mình tính nó ra. Theo cái quy tắc trên này nè, thì F11 bằng gì nè? Mình lấy hai lần thành phần thứ nhất cộng thành phần thứ hai. Hai lần thành phần thứ nhất cộng thành phần thứ hai. Đây, ngay chỗ này nó là 2 cộng 1. Hai lần thành phần thứ nhất tức là 2 cộng với thành phần thứ hai là 1. Thành phần này, đây, lấy thành phần thứ nhất là x nè, trừ 4 lần thành phần thứ hai. Cụ thể đây là lấy thành phần thứ nhất là 1, trừ đi 4 lần thành phần thứ hai là trừ đi 4. Đúng các em? Vậy chỗ này chúng ta được gì nè? 3 trừ 3. Đó. Chúng ta tiếp tục làm tương tự với U2. Ta tính FU2 thì FU2 nó bằng F của 1,0, bởi vì U2 họ cho là 1,0. Rồi ta cũng đối chiếu với quy tắc thôi. Ta lấy cái gì nè? Hai lần thành phần thứ nhất cộng thành phần thứ hai. Hai lần thành phần thứ nhất là 2 cộng thành phần thứ hai là 0. Như vậy chỗ này là 2 cộng 0. Thành phần thứ hai, lấy thành phần thứ nhất trừ 4 lần thành phần thứ hai, lấy thành phần thứ nhất là 1, trừ 4 lần thành phần thứ hai tức là trừ 4 lần 0, 1 mà trừ đi 0 nó là 1. Ta rút gọn lại thì ta được là 2,1. Vậy là chúng ta vừa tính được FU1 và FU2 dựa vào cái quy tắc cho bởi cái ánh xạ tuyến tính F này. Tiếp theo chúng ta phải làm cái gì? Chúng ta phải tính tọa độ FU1 và FU2 đối với cái cơ sở U mà người ta cho trong đề bài. Thế bây giờ muốn tính tọa độ của vector FU1, FU2, nếu mình làm riêng lẻ từng đứa một thì chúng ta phải làm hai lần riêng lẻ như vậy đó. Thế bây giờ chúng ta làm một bài toán tổng quát trước. Chúng ta thử xem là một cái vector có dạng xy như nè, trong R2 thì tọa độ của nó đối với lại cái vector U á, nó như thế nào. Thì đây, giả sử xy
tọa độ của nó đối với cơ sở U người ta cho có dạng là TM. Thế thì điều này có nghĩa là gì nè? Có nghĩa là cái XY này nó bằng T lần U1 cộng M lần U2. Cái này là định nghĩa tọa độ của một vector đối với một cơ sở các em. Mình học trong cái chương số 2 đó. Đây là vector nè, một vector là XY nè. Tọa độ của nó đối với lại cái cơ sở U, nó là một cái dạng ma trận cột, hai dòng một cột nè, TM. Mà khi mình nói là XY này có tọa độ là TM đối với cơ sở U, có nghĩa là XY nó bằng T lần vector thứ nhất trong U, tức là T lần U1, cộng M lần vector thứ hai trong U, tức là M lần U2 đây nè. Đó là định nghĩa đó. Rồi, bây giờ chúng ta mới khai triển nó ra, nhân vào. Cái thành phần thứ nhất của nó là gì nè? Thì có phải là chỗ này nhân vô là T nè, chỗ này nhân vô là M, và cộng lại với nhau. Như vậy thì ở đây là T cộng M. Thành phần thứ hai, mình nhân T vô đây, nhân T vô đây là T, được T nhân 1 là T nè. Thành phần thứ hai là M nhân 0 là 0. Như vậy chỗ này là T. Đó. Như vậy thì ta thấy nè, XY nó bằng là T cộng MT. Thế hai vector này nó bằng nhau thì nó cho chúng ta là T cộng M bằng X. Thành phần thứ nhất tương ứng nó phải bằng nhau. Rồi thành phần thứ hai tương ứng bằng nhau, tức là ta phải có T bằng Y. Nhiệm vụ của mình là tính cái gì em biết không? Mình tính T và M theo XY. Mình đang đi tìm tọa độ của vector này nè đối với cơ sở U, tức là tìm coi T nhỏ là bao nhiêu, M nhỏ là bao nhiêu theo cái XY này. Thì chúng ta phải giải cái hệ này ra. Chúng ta có T bằng Y rồi. T bằng Y, ta thấy T bằng Y lên cái phương trình trên, ta chuyển vế thì ta được M là X trừ Y. Như vậy thì ta thấy nè, cái vector XY này nè, cái vector mà gồm có hai thành phần là X với Y đó, đối với cơ sở U người ta cho, cơ sở U là cơ sở mà gồm có hai vector là 1, 1 với 1, 0 đó. Thì cái vector này nè, có tọa độ đối với cái cơ sở U này là X là T nè, T là Y. Đây, T là Y. M là X trừ Y. Đó. Chúng ta vừa làm một cái điều rất tổng quát, đó là tìm tọa độ của một vector có dạng XY bất kỳ trong R2 đối với cơ sở U. Thì tọa độ của nó đối với cơ sở U nó bằng gì nè? Nó bằng thành phần thứ nhất của nó là lấy cái thành phần thứ hai này. Còn thành phần thứ hai trong tọa độ này đó, nó chính là lấy thành phần thứ nhất trừ thành phần thứ hai của cái vector ban đầu. Đây, X trừ Y. Chúng ta dựa vào đây để chúng ta tính tọa độ của FU1 và FU2. Viết lại tọa độ XY bất kỳ đối với cơ sở U, nó là Y, X trừ Y mới tính xong. Bây giờ FU1, các em nhớ hồi nãy mình tính ra FU1 là 3 trừ 3. Mình tính hồi nãy đó, 3 trừ 3. Thế 3 này nè, đóng vai trò là X. Trừ 3 này nè, đóng vai trò là Y. Thế cái vector FU1, tức là cái vector mà có dạng là 3 trừ 3 này nè, đối với cơ sở U, tọa độ của nó là bao nhiêu? Thì đấy, tọa độ của nó đối với cơ sở U là, đây nè, mình đã chứng minh tổng quát rồi nè. Thành phần thứ nhất của nó là lấy cái thành phần thứ hai, tức là lấy bao nhiêu? Trừ 3. Y ở đây là trừ 3. Rồi, thành phần thứ hai là X trừ Y, lấy thành phần thứ nhất trừ thành phần thứ hai. Lấy thành phần thứ nhất là 3, trừ thành phần thứ hai là trừ cho trừ 3, tức là cộng 3. Như vậy thì F của U1 có tọa độ đối với cơ sở U, nó là trừ 3, 6. Các em có theo kịp không? Tiếp tục nha. FU2, vừa rồi chúng ta cũng đã tính được FU2 rồi. FU2, hồi nãy mình tính ra là 2, 1. Thành phần thứ nhất của nó là 2, thành phần thứ hai là 1. Bây giờ chúng ta muốn biết được rằng là cái vector FU2, tức là vector mà gồm có hai thành phần là 2 với 1 này nè, đối với cơ sở U, nó có tọa độ là bao nhiêu? Thì chúng ta cũng dựa vào cái tổng quát mà chúng ta vừa chứng minh này nè, để tính toán. Thế nó bằng nè, đây, thành phần thứ nhất thì đây, lấy thành phần thứ hai của vector để vào đây, tức là lấy số 1 này để vào đây. Thành phần thứ hai của nó là lấy thành phần thứ nhất trừ thành phần thứ hai trong vector đó, tức là lấy 2 trừ 1, tức là 1. Được chưa?
Như vậy thì cái ma trận cần tìm nó là một cái ma trận như sau. Hồi nãy chúng ta nói là cái ma trận của phép biến đổi tuyến tính, tức là ma trận cần tìm là cái ma trận mà cái cột thứ nhất là tọa độ của vector fu1 đối với cơ sở u, tức là trừ 36. Cái cột thứ hai của ma trận này nó chính là tọa độ của vector fu2 đối với cơ sở u, nó là 1 1. Chúng ta vừa chứng minh xong đó, 1 1. Như vậy là chúng ta vừa tìm xong ma trận của phép biến đổi tuyến tính này đối với cơ sở u người ta cho. Chúng ta có những cái định, có định lý như sau. Một cái phép biến đổi tuyến tính F đi từ một cái không gian vector V vào một không gian vector V đó. Bây giờ gọi E và U là hai cơ sở của không gian vector V này. Nếu A là ma trận của phép biến đổi tuyến tính F đối với cơ sở E. Hồi nãy có nói với các em, khi em nói ma trận của một cái phép biến đổi tuyến tính thì phải gắn kết nó với cái cơ sở nào. Đối với cơ sở này thì nó ra một cái ma trận như thế này. Đối với một cái cơ sở khác thì nó sẽ ra một cái ma trận khác. Thì ở đây nó có hai cơ sở. Thì người ta gọi A là cái ma trận của phép biến đổi tuyến tính đối với cơ sở E. B là ma trận cũng của phép biến đổi tuyến tính F này, nhưng mà đối với cơ sở U. Thế người ta muốn tìm cái mối quan hệ giữa A và B. Họ muốn biết vậy chứ A và B nó có liên quan gì với nhau không đó. Thế thì ở đây nè, họ gọi thêm S là ma trận chuyển từ E sang U. Cái khái niệm ma trận chuyển này chúng ta học trong cái chương trước đó các em. Các em còn nhớ khái niệm này không nè? Ma trận chuyển từ cơ sở E sang cơ sở U á, cái ma trận này nè, nó được tính như thế nào? Thì cái ma trận này nè, được tính bằng cách là tính tọa độ của các cái vector trong cái cơ sở U theo cơ sở E. Tính tọa độ của các cái vector trong U này nè, mà theo cơ sở E. Được bao nhiêu mình viết thành cột, viết thành cột như vậy đó, theo đúng thứ tự ha, thì nó ra một cái ma trận S. Thì ma trận S này người ta gọi là ma trận chuyển từ E sang U. Còn hai cái ma trận AB là ma trận của phép biến đổi tuyến tính, nó khác, đó là cái ma trận mà chúng ta mới định nghĩa hồi nãy đó. Thế bây giờ cái quan hệ giữa AB và S nó như thế nào? Thế thì thế này nè, tôi muốn biết là A nó bằng bao nhiêu B. Thế để cho dễ nhớ thì em thấy nè, A là ứng với cơ sở là E, A là ứng với cơ sở E. Còn B là ma trận của phép biến đổi tuyến tính F đối với cái cơ sở là U. A thì tương ứng với E, B tương ứng với U. Cái ma trận chuyển cơ sở đó, chuyển từ E sang U, đây chuyển từ E sang U, họ cho đó là ma trận S. Vậy thì cái mối quan hệ giữa A và B như sau. A bằng S nhân B nhân với S trừ 1. S trừ 1 là ma trận nghịch đảo của cái ma trận S. Có dễ nhớ không? Dễ nhớ không? Có chừng nhầm lẫn, thứ tự nha, cái chữ này chữ S nữa, S trừ 1 nè. Thế thì em thấy nè, A sang B, S đó là chuyển từ E sang U, coi như là A sang B. Thì mình đây này, A nè, S là chữ sang đó, A sang B, có nhớ S trừ 1. Chúng ta có điều sau đây. A thì bằng S nhân B nhân S trừ 1. Vậy thì tính ngược lại thì ta dễ dàng tính được là B thì bằng S trừ 1 nhân A nhân S. Nhớ đúng thứ tự. Nhầm thứ tự là nó sai liền, S và S trừ 1 á. Nè, A bằng S nhân B nhân S trừ 1, với S là ma trận chuyển từ cái cơ sở mà A tương ứng đó, sang cái cơ sở mà B tương ứng, tức là từ E sang U. Bây giờ chúng ta có một khái niệm nữa, đó là giá trị riêng và vector riêng. Chúng ta vừa nghiên cứu khái niệm mới, đó là ma trận của phép biến đổi tuyến tính. Bây giờ là một khái niệm mới trong cái tuần này, đó là giá trị riêng và vector riêng của một cái ánh xạ tuyến tính và của một cái ma trận. Chúng ta định nghĩa như sau. Định nghĩa thứ nhất, phép biến đổi tuyến tính F đi từ không gian RN vào
không gian RN. Đó, phép biến đổi tuyến tính thì hai không gian này là như nhau. Một cái số thực lambda gọi là giá trị riêng của phép biến đổi tuyến tính F này theo một cái vector x khác không trong RN. Nếu như f của x nó bằng lambda x. Thế ở đây cũng cần nói thêm với các em á, là cái giá trị riêng và vector riêng á, thì cũng nó định nghĩa rất là tổng quát, chứ cũng không nhất thiết là phải định nghĩa đối với phép biến đổi tuyến tính f, và cũng không phải là riêng biệt hơn nữa là cái không gian là RN. Nhưng ở đây trong chương trình thì chúng ta hạn chế chỉ nói về giá trị riêng, vector riêng của một phép biến đổi tuyến tính mà nó đi từ một cái không gian RN vào không gian RN mà thôi. Em lưu ý nha. Như vậy là cái số lambda này nó là một số thật, nó thuộc R. Nó được gọi là giá trị riêng của F nếu như ta có F của x bằng lambda x. Và khi nói giá trị riêng thì nó sẽ ứng với một cái vector riêng. Cái vector x mà có trong cái đẳng thức này nè, fx bằng lambda x này nè, người ta gọi nó là vector riêng ứng với cái giá trị riêng này. Nè, các em nhớ ha, fx bằng lambda x thì lambda gọi là giá trị riêng ứng với vector riêng x lớn, và yêu cầu x lớn này phải là một cái vector khác vector không trong RN. Số thực lambda được gọi là giá trị riêng của ma trận A cũng theo cái vector x khác không nếu như ta có A nhân x bằng lambda x. Ở trên là ta định nghĩa giá trị riêng và vector riêng của một phép biến đổi tuyến tính. Còn dưới này là ta định nghĩa giá trị riêng và vector riêng của một ma trận A lớn. Nếu là phép biến đổi tuyến tính thì ta cần phải có f x lớn bằng lambda x lớn. Còn dưới này, giá trị riêng, vector riêng của ma trận A lớn thì ta cần có là A lớn nhân x bằng lambda nhân x lớn. Nó cũng cần giống các em ha, thay chữ f bằng cái ma trận A. À, định nghĩa nó tương tự đó. Cái thứ ba, cái định thức của cái ma trận này nè, A lớn là một ma trận, Y là ma trận đơn vị. Lấy một số thực lambda nhân với một cái ma trận Y thì ta được một ma trận. Rồi lấy ma trận A trừ đi cái ma trận lambda Y thì đây là một cái ma trận. Ma trận này là một ma trận vuông. Thì ta tính ra cái định thức này nè. Cái định thức của cái ma trận A trừ lambda Y này, người ta tính ra được bao nhiêu á, người ta gọi đó là đa thức đặc trưng của cái ma trận này. Và khi mình cho cái đa thức này nó bằng không thì ta được một cái phương trình. Và cái phương trình này họ gọi đó là phương trình đặc trưng của ma trận A lớn. Đó. Chúng ta vừa có ba cái khái niệm mới, đó là giá trị riêng nè, vector riêng của gì, của một phép biến đổi tuyến tính, của gì nữa, của một cái ma trận A. Và chúng ta vừa định nghĩa trong cái phần 3 là phương trình đặc trưng của một ma trận là cái phương trình này ở đây, cho cái định thức này bằng không. Ở đây cũng nói thêm là cái định thức này thôi đó thì đó là một cái đa thức, được gọi là đa thức đặc trưng của ma trận A lớn. Chúng ta có định lý như sau. Nếu A lớn là cái ma trận của phép biến đổi tuyến tính F theo cơ sở chính tắc. Nhắc lại với các em là mình đang hạn chế cái phần giá trị riêng, vector riêng á, đối với phép biến đổi tuyến tính trên cái RN mà thôi. Thì lúc đó cái cơ sở chính tắc là cơ sở chính tắc của RN. Đó là cái cơ sở mà thành phần thứ nhất, ví dụ vector thứ nhất thì thành phần đầu tiên là 1, các thành phần khác bằng 0. Vector thứ hai trong cơ sở chính tắc thì thành phần thứ hai là 1, các thành phần khác bằng 0. Tương tự như vậy thì một cách tổng quát là cái vector thứ y trong cơ sở chính tắc là một cái vector mà thành phần thứ y là 1, còn các thành phần khác nó bằng 0. Thì nếu A là ma trận của F đối với cơ sở chính tắc, lại nhắc lại một lần nữa cho các em rằng là nói đến ma trận của một phép biến đổi tuyến tính thì cần phải gắn kết nó với một cơ sở. Thì đây là A là gắn kết với cơ sở chính tắc. Nếu A lớn là ma trận của F đối với cơ sở chính tắc thì chúng ta có kết luận như sau. Giá trị riêng và vector riêng của F cũng chính là giá trị riêng và vector riêng của A.
Như vậy là định lý số 1 này nè, nó cho mình thấy cái mối quan hệ giữa giá trị riêng và vector riêng của một phép biến đổi tuyến tính đối với giá trị riêng và vector riêng của cái ma trận của ánh xạ tuyến tính đó đối với cơ sở chính tắc. Và chính nhờ cái định lý số 1 này thì chúng ta khi muốn tìm giá trị riêng và vector riêng của một ánh xạ tuyến tính thì chúng ta chuyển bài toán đó sang bài toán đi tìm giá trị riêng và vector riêng của cái ma trận A, là cái ma trận của phép biến đổi tuyến tính đó đối với cơ sở chính tắc. Thì định lý 1 nó giúp mình làm cái chuyện đó đó. Định lý số 2 nói rằng là nghiệm của phương trình đặc trưng. Phương trình đặc trưng vừa giới thiệu hồi nãy đó là cái phương trình này nè. Nghiệm của phương trình này là gì? Là giá trị riêng của cái ma trận A. Như vậy là muốn tìm giá trị riêng của A thì chúng ta đi giải cái hệ phương trình tuyến tính này đây. Định lý số 3. Định lý nói rằng là nghiệm không tầm thường của cái hệ phương trình này. Đây là một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất đó các em. Tại vì bên tay phải là số 0 mà. Thì nghiệm không tầm thường, tức là nghiệm mà không phải tất cả thành phần đều là số 0 đó, của cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất này nè, người ta chứng minh được nó là vector riêng của cái ma trận A lớn này đối với cái giá trị riêng lambda. Khi nói vector riêng là phải nói ứng với một cái giá trị riêng nào, chứ không thể nói vector riêng chung chung. Vector riêng ứng với giá trị riêng là bao nhiêu? Định thứ tư nói rằng là tập hợp các vector riêng ứng với một giá trị riêng cộng với cái vector không, nó lập thành một không gian vector. Đó là cái ý thứ ba. Ý thứ tư, trong định thứ tư nói rằng là tập hợp tất cả các cái vector riêng mà nhập thêm vô cái vector không nữa thì nó thành một không gian vector. Em biết tại sao mà mình cần bổ sung thêm một cái vector không không? Tại vì ngay cái định nghĩa ban đầu á, vector riêng á là vector x, mà vector x trong là vector riêng thì nó khác vector không, cho nên tập hợp tất cả những vector riêng không có chứa vector không trong đó. Thì người ta chứng minh được rằng trong định lý số 4 á, nói rằng là tập hợp tất cả những vector riêng ứng với một giá trị riêng lambda, bổ sung thêm vector không vô tạo thành một không gian vector. Định lý số 5 nói rằng là hai cái ma trận đồng dạng với nhau thì nó có cùng đa thức đặc trưng. Hồi nãy giới thiệu với các em đa thức đặc trưng rồi đó, tức đét của A trừ lambda Y đó. Thế thì trong này nó có một cái khái niệm đó là ma trận đồng dạng. Thế thì hai ma trận như thế nào được gọi là đồng dạng với nhau? Ma trận A và ma trận B được gọi là đồng dạng với nhau á là nếu như tồn tại một cái ma trận S mà A thì nó bằng S trừ 1 nhân B nhân S. Đó, tức là thế này các em này. A và B đồng dạng khi tồn tại một cái ma trận S mà có B thì bằng S trừ 1 nhân A nhân S. Thì người ta chứng minh được là hai ma trận mà đồng dạng với nhau thì nó có cùng đa thức đặc trưng. Chúng ta tiếp tục. Là để hiểu rõ hơn cái giá trị riêng và vector riêng của một cái ánh xạ tuyến tính thì chúng ta thử xét cái ví dụ sau đây. Cho ánh xạ F đi từ R2 vào R2. Đây là ánh xạ tuyến tính, đồng thời nó cũng là phép biến đổi tuyến tính. Và như đã nói hồi nãy, chúng ta giới hạn cái phép biến đổi tuyến tính này với không gian U và V đó đều là Rn. Ở đây cụ thể là R2. Ánh xạ F này cho quy tắc là Fxy thì nó bằng x cộng 3y, x trừ y, có nghĩa là thành phần thứ nhất. Nó là bằng lấy thành phần thứ nhất cộng với 3 lần thành phần thứ hai trong cái vector đầu. Rồi thành phần thứ hai của cái ảnh thì lấy thành phần thứ nhất của cái vector trong R2 này trừ đi thành phần thứ hai của nó. Yêu cầu đặt ra là tìm giá trị riêng và vector riêng của ánh xạ tuyến tính F này. Thế bây giờ tìm giá trị riêng và vector riêng thì do có cái định lý vừa rồi á các em. Thì thay vì tìm giá trị riêng và vector riêng của phép biến đổi tuyến tính F thì chúng ta đi tìm cái gì nè? Có phải là chúng ta đi tìm giá trị riêng và vector riêng của
ma trận A lớn. Với ma trận A lớn là gì? Là ma trận của phép biến đổi tuyến tính F đối với cơ sở chính tắc. Đó, định lý đó. Thế bây giờ chúng ta làm như sau. Trước hết chúng ta đi tìm giá trị riêng của F. Thì theo định lý, giá trị riêng của F cũng là giá trị riêng của cái ma trận A. Và A, giá trị riêng của A này nè, nó chính là nghiệm của cái phương trình đặc trưng. Nói lại ha, để đi tìm giá trị riêng của F thì dựa vào định lý hồi nãy, chúng ta đi tìm giá trị riêng của ma trận A. Ma trận A là cái ma trận của phép biến đổi tuyến tính F này đối với cơ sở chính tắc. Được chưa? Rồi mình đi giải cái hệ giải cái phương trình đặc trưng là Δ A trừ lambda y này nè, thì mình sẽ tính ra được cái giá trị riêng của A, tức là giá trị riêng của F. Vậy thì chúng ta phải đi lập cái phương trình này. Mà muốn lập cái phương trình này, có phải là em phải đi tìm cái ma trận A lớn này không? Em tìm cái ma trận A lớn này, xong rồi em mới lấy cái ma trận A lớn này, em trừ đi cái ma trận lambda y nè. Y á, là ma trận đơn vị, biết rồi nè, lambda là số cần tìm đó, lambda là số cần tìm, nó là giá trị riêng mà. Em tính cái định thức của ma trận này cho nó bằng không, em tính được lambda, đó chính là giá trị riêng của A lớn, cũng là giá trị riêng của F cần tìm. Đây, A lớn giải thích nè, nó là ma trận của phép biến đổi tuyến tính F đối với cơ sở chính tắc. Bây giờ cơ sở chính tắc của R2, nó là cái cơ sở gồm có hai vector. R2 là một không gian vector có số chiều là 2, cơ sở chính tắc là 1 0 0 1. Vector thứ nhất, thành phần đầu tiên là 1, thành phần thứ hai là 0. Vector thứ hai, thành phần thứ hai là 1, thành phần thứ nhất là 0. Chúng ta sẽ đi tìm cái ma trận A này. Thế bây giờ muốn tìm ma trận A này, chúng ta phải dựa vào định nghĩa thôi. Chúng ta tính cái gì nè? Tính F của U1, F của U2. F của 1 không bằng bao nhiêu? Ta dựa vào cái định nghĩa của F. Lấy thành phần thứ nhất cộng 3 lần thành phần thứ hai, thì chỗ này là 1 cộng 3 lần 0, nó ra số 1. Thành phần thứ hai nè, lấy thành phần thứ nhất trừ thành phần thứ hai, lấy 1 trừ 0, nó ra 1. Đó là F của cái U1. Rồi F U2, tức là F01, thì cũng dựa vào đây tính. Lấy thành phần thứ nhất cộng 3 lần thành phần thứ hai, lấy 0 cộng 3 lần 1, chỗ này là số 3. Lấy thành phần thứ nhất trừ thành phần thứ hai để ghi vào đây, tức là lấy 0 trừ đi 1, em được trừ 1. Em vừa tính được cái gì? Em vừa tính được F10 và F01, tức là tính được FU1 với FU2. Nhưng cái ma trận A này nè, cái cột thứ nhất của nó là gì nè? Là gì? Nó là tọa độ của vector này nè, đối với lại cái cơ sở chính tắc. Cái cột thứ hai của nó là tọa độ của vector này nè, đối với cơ sở chính tắc. Như vậy thì chúng ta phải tính tọa độ hai vector này đối với cơ sở chính tắc. Nhưng mà chúng ta học trong cái bài ở chương 2 tụi em, thì tọa độ của một vector đối với cơ sở chính tắc thì nó dễ lắm. Mình chỉ cần viết lại hai cái thành phần này theo cái cột. Như vậy là tọa độ của vector F10 đối với cơ sở E đó tụi em, nó là 11. Ta viết lại cái này dưới dạng cột. Rồi tọa độ của vector thứ hai là F01, nó là 3 trừ 1, đối với cơ sở chính tắc là 3 trừ 1. Vậy là chúng ta vừa hoàn tất cái việc làm đầu tiên là đi tìm cái ma trận A lớn. Các em thấy mình học thì kiến thức nó càng ngày càng nhiều, và những kiến thức sau thì nó sử dụng đến những kiến thức trước đó. Ở đây chúng ta lại đụng đến cái kiến thức là ma trận của một cái ánh sáng tuyến tính, rồi đụng đến là tọa độ của một vector trong cơ sở đối với cơ sở chính tắc đó. Cho nên các em cần phải ôn luyện thường xuyên cái phần lý thuyết, bởi vì thật ra cái toán mà trên đại học á, thì cái mảng lý thuyết hết sức là quan trọng. Mà đối với các em mà học trong cái chuyên ngành toán á, ví dụ như là các bạn mà học ở trường đại học sư phạm khoa toán hay là khoa tự nhiên khoa toán, thì họ lại làm cái phần lý thuyết nặng nề hơn mình nhiều. Họ sẽ làm những bài tập mà liên quan đến việc chứng minh
nhiều hơn là tính toán, dựa vào những cái định lý để họ làm, họ khai thác triệt để tất cả những cái định lý, những tính chất. Ở đây chúng ta làm tương đối nhẹ nhưng mà rõ ràng nó cũng có những kiến thức nó mật thiết liên quan, cho nên là nếu mà không ôn luyện thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là rất là khó hiểu ở những cái giai đoạn sau. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Chúng ta vừa tìm được cái ma trận A lớn, thế chúng ta làm tiếp cái gì? Chúng ta sẽ đến tính cái ma trận A lớn trừ cái lambda y là bước thứ hai, sau đó chúng ta tính định thức. Ở đây á, thì để cho các em thấy là có thể viết ra cái ma trận A lớn này một cách nhanh chóng á, thì chúng ta làm thế này nè, khỏi tính cái F này ra cũng được. Em có thấy là cái dòng thứ nhất của ma trận A lớn, cái số 1, số 3 này nè, nó chính là cái hệ số của cái thành phần thứ nhất này không? 1x 3y này. Cái thành phần thứ hai này các em nè, 1 trừ 1, cái dòng thứ hai của ma trận A là 1 trừ 1 này, nó chính là hai cái hệ số xy của em, 1 trừ 1 này. Đó, đây nè, lôi hai cái hệ số này viết đây nè, lôi hai cái hệ số này nè, viết đây nè, thì chúng ta tìm ra ngay được cái ma trận A lớn. Thì đây là một cách làm nhanh hơn. Có A lớn rồi, như lập luận vừa rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi tính cái A trừ lambda y. Với A là cái ma trận, dòng thứ nhất là 1, 3, dòng thứ hai là 1, trừ 1 mà chúng ta vừa tính ở trên. Trừ đi lambda y, thì cái y với các em, y là ma trận đơn vị. Đây là ma trận đơn vị cấp 2. Bây giờ ta tính này, ma trận A ta để nguyên ha, thì nhân số lambda với cái ma trận y này, thì nhân một số với một ma trận, thì ta lấy số này nhân với tất cả các phần tử trong ma trận. Như vậy thì khi mà nhân như vậy thì chúng ta sẽ được là thành phần thứ nhất là lambda, rồi nhân vô đây là 0. Tương tự thì lambda nhân 0, ta được chỗ này là số 0. Rồi lambda nhân với 1 thì chỗ này là lambda. Đó là nhân một số với một ma trận của chương số 1. Đến trừ ma trận thì muốn trừ hai ma trận với nhau, đương nhiên là phải cùng cấp. Thì đây là cùng cấp rồi, cùng cấp 2. Thì khi trừ như vậy thì ta lấy các cái thành phần tương ứng ở cái vị trí tương ứng trừ với nhau. Thì chỗ này là 1 này, A11 này, trừ B11 này, lấy 1 trừ lambda. Rồi chỗ này thì ta lấy là 3 trừ 0. Cái vị trí này nè, thì ta lấy là 1 trừ 0. Vị trí này, ta lấy trừ 1 trừ lambda. Đó. Như vậy là ta vừa tính xong cái ma trận A trừ lambda y. Các em nhớ bước tiếp theo là gì không? Chúng ta đi tính định thức của ma trận này. Định thức của ma trận này nó bằng gì nè? Đây là định thức của ma trận mà chúng ta vừa tính đó. 1 trừ lambda 3, 1 trừ lambda trừ 1. Đây là một cái ma, đây là định thức cấp 2. Việc tính toán hết sức đơn giản, nhân chéo các phần trừ ngược lên, tích các phần tử trên đường chéo chính, trừ đi tích hai phần tử trên đường chéo phụ. Các em dễ dàng thấy nó bằng là lambda bình phương trừ đi 4. Rồi. Sau khi tính được cái định thức này rồi, bước tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đi giải cái phương trình đặc trưng của cái ma trận A, tức là cho cái định thức này bằng 0. Giải cái này ra, chúng ta tìm được nghiệm của nó. Thì định thức này bằng 0 có nghĩa là lambda bình phương trừ 4 bằng 0. Thì ta ra được hai nghiệm là lambda bằng 2 với lambda bằng trừ 2. Thì cái này nè, nó chính là gì các em biết không? Nó chính là giá trị riêng đó. Đây chính là giá trị riêng của ma trận A. Đồng thời nó cũng là giá trị riêng của phép biến đổi tuyến tính F. Bước thứ hai là ta tìm vector riêng của F. Thì theo định nghĩa là muốn tìm vector riêng thì chúng ta giải cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Thế ta tính cái hệ này ra, tính cái này ra. Thì chúng ta có hai giá trị riêng là lambda bằng 2 với lambda bằng trừ 2. Trước tiên chúng ta set lambda bằng 2. Thì lambda bằng 2 có nghĩa là em thế trong này nè. Lambda là số 2, tức là A trừ 2y nhân với x. Vậy thì nó ra cái gì nè? Đây. Cái ma trận đầu tiên này em thấy lambda bằng 2 thì có phải em được là trừ 1, 3, 1, trừ 3 không? Thế lambda bằng 2 đó.
còn x1, x2 em để nguyên. À, em cho bằng 0. Mà 0 này là 0 trong R2, có nghĩa là nó là một cái vector mà hai thành phần bằng 0. Chúng ta nhân với nhau thì chúng ta sẽ được một cái hệ phương trình tuyến tính sau đây. Em lấy -1 3 nhân x1 x2 ra -1 x1 cộng 3 x2. Rồi, bằng thành phần thứ nhất là 0. Lấy dòng 2 nhân cột 2 thì em được chỗ này là 1 x1 -3 x2 bằng 0. Rồi. Tương tự như vậy thì em tính toán nó ra nè. Ở đây em có x1 -3 x2 bằng 0, trên này có -x1 cộng 3 x2 bằng 0. Em thấy là nếu mình đổi dấu á, cái phương trình trên thì nó giống phương trình dưới. Đúng chưa? Như vậy mình chỉ cần viết một phương trình mà thôi. À, ta có x1 -3 x2 bằng 0. Hay nói cách khác là chúng ta chuyển vế ta được x1 bằng 3 x2. Vậy thì cái hệ phương trình tuyến tính này nè, nó cho nghiệm như thế nào? Cái nghiệm x là cái nghiệm của hệ này nè, là một cái vector gồm có hai thành phần x1 x2, mà bây giờ đó mình coi x2 là t thì x1 của mình là 3t, trong đấy t thuộc r. Thì cái vector x này nè, nó là gì? Nó là vector riêng. Theo đúng định nghĩa, vector riêng mà ứng với giá trị riêng là lambda bằng 2. Ta vừa giải trong trường hợp cụ thể lambda bằng 2 thì ta ra vector riêng như thế này. Đó. Thế thì chúng ta còn một cái lambda bằng -2 nữa, chúng ta làm tương tự như thế này. Tôi nghĩ là các em sẽ làm được. Dựa vào cái lambda bằng 2, cách làm như thế này thì em tính toán được cái vector riêng của F đối với lại cái lambda bằng -2. Các em thân mến, như vậy là qua ví dụ vừa rồi, chúng tôi vừa giới thiệu với các em cái cách để tìm giá trị riêng và vector riêng của một phép biến đổi tuyến tính. Thì các em nhớ là khi mình muốn tìm vector riêng và giá trị riêng của một phép biến đổi tuyến tính thì chúng ta đi tìm vector riêng và giá trị riêng của ma trận A lớn, là cái ma trận của phép biến đổi đó đối với cái cơ sở chính tắc. Buổi học đến đây là hết. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần 3 của cái chương 2 này. Mong các em ở nhà ôn luyện cho thật là kỹ những phần lý thuyết để có thể học tốt cái phần sau. Thân ái chào các em.